con đi thấy cô. Không phải là không ấy, không có biết, chứ không phải là không dám. Thôi, nước đủ rồi. Trời, mấy người đó không dám với em. Con đâu có biết đâu, con tưởng là lúc sáng sớm con xuống hỏi chị. Bé lên. Ủa, cô quay không xuống hả? Mày. Mày nha. Về đi. Một cái mấy cuốn dây mà hai người dạy nhau mà mang sang đây rồi quay ra cãi nhau. Ai? Minh nhờ Minh mới lại có. Cô xin phép cô quay. Cô đâu có giận ai. Mà mấy con có nhìn cô đâu mà giận không nhận. Mà sao lộn nhìn cô? Ui, vô rồi cái gì đi đến ngay nhớ kêu mấy đứa. Mấy đứa có mấy con vô phụ cô Tâm Duyên là cô an tâm rồi. Được nhiều cho cô Tâm Duyên. Ba đây sao? Trời, con chiên của chồng mấy con thôi mà tốt quá ta. Tôi về tôi lên biệt thự tôi. Trước cái dĩa quay là có hai người mẫu. Robot là một bó đi, đem về chùa, để ngay trước cửa chùa đi. Bây giờ khi mình đi lên xe là mình đi luôn rồi, mình không có mua được nữa. Ở dưới nó 40-50 ngàn cây nữa. Mua 1 cây đi, bó hai bó, kêu nó cho hai cái vỏ, cái bao vậy nè. Nó tháo rồi nó bó. Mình lên xe rồi mình... Cái gì nói từ xuống từ leo phụ kìa. Dạ chứ gì. Cô Linh bung ra ghế này đi không? Còn cúng hay cái bụng này một cái nhờ lấy đi. Con cắt cái dây con còn cúng hay cái bụng này cho nó cứng. Nó chạy tung rồi nó đàn rồi. Có làm được. Cô thích quay được không? Cô thích quay. Tao mà cúng. Cho mày hai cái đi, cho mày hai cuốn đi. Cô đi chi vậy? Con đi thấy cô. Không phải là không ấy, không có biết, chứ phải là không dám. Thôi, nhiều nước đủ rồi. Dạ, mấy người đó không dám với em. Thầy nghe. Về đi. Cô xin phép cô quay. Cô đâu có giận ai. Mà mấy con có nhìn cô đâu mà giận không nhận. Mà sao nhìn cô? Cô vô rồi cái gì đi đến ngay nhớ kêu mấy đứa. Mấy chứ có mấy con vô phụ cô Tâm Duyên là cô an tâm rồi. Ba, có gì còn ngon nói, nó ra đi mua. Nhưng mà nói nghe nè, mình á, bà bảy này. Ba đây sao? Trời, con chiên của chồng mấy con thôi mà tốt quá ta. Tôi về tôi lên biệt thự tôi. Robot là một bó đi, đem về chùa, để ngay trước cửa chùa đi. Bây giờ khi mình đi lên xe là mình đi luôn rồi, mình không có mua được nữa. Ở dưới nó 40-50 ngàn cây nữa. Mua 1 cây đi, bỏ hai bó, kêu nó cho hai cái vỏ, cái bao vậy nè. Nó tháo rồi nó bó. Mình lên xe rồi mình... Trước cái dĩa quay là có hai người mẫu. Ở bên nó dớt đổ rào, nằm rào, con nghiệp. Với lại cái chân mão mà.
thầy chân bông hả thầy? Không, thầy chân bông chứ. Chụp lên chỗ đầu mưa bão. Bởi vậy. Tội nghiệp bà hai biết cô. Cô cho hỏi về ông nghiệp cái đường nào cô? Nói tôi xuống tôi leo phụ kìa. Dạ chú vậy. Nè, trước khi muốn cột con cột cúng hai cái bụng này một cái giờ lấy đi. Con cắt cái dây con cột cúng hai cái bụng này cho nó cứng. Trời thun rồi nó đàn rồi. Có làm. Cô thích quay được không? Cô thích quay. Con Linh bung ra cái này đi không? Cho bảy hai cái đi, cho bảy hai cúng đi. Nè, trước khi muốn cột con cột cúng hai cái bụng này một cái giờ bảy đi. Con cắt cái dây con cột cúng hai cái bụng này cho nó cứng, chạy tung rồi nó đàn rồi. Cô thích quay được không? Cô thích quay. Sao mà cô? Dầu ở hành thi sừng đỏ tím vàng địa phương đổ mưa là mới cạn này, tháng 3, tháng 5 mới đổ mưa là cạn. Đã cho đến mùa mưa này, mưa này. Đó, tháng 10 này. Tháng 1, tháng 2 là mưa là 3 tháng. Thank you.
con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.